cuộc sống của danh hài nhật vườn trên nước Mỹ. Nấu ăn, đưa vợ đi làm, vay tiền, mua xe, trả góp. Mới đây, trên Facebook cá nhân, danh hài Nhật Cường chia sẻ: thời gian trôi nhanh thật, nhờ Facebook nhắc lại mình mới biết là ở trên nước Mỹ đúng một năm rồi. Nhớ Việt Nam quá, người ơi, luôn mong hết dịch để về thăm ba mẹ, người thân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, ăn các món đặc sản quê hương, được chơi thể thao, tennis và đặc biệt là nghệ thuật. Được biết, ngày 21 tháng 8 năm ngoái, Nhật Cường xách vali sang Mỹ thăm vợ và con trai đang định cư ở đây. Bà xã của nam danh hài hiện đang làm nghề nail ở Mỹ, con trai của họ sắp vào đại học. Vì dịch bệnh kéo dài nên danh hài Nhật Cường không có thu nhập. Dù vậy, anh vẫn ở nhờ cậy bạn bè ở Mỹ cho mượn tiền mua xe hơi, làm quà cho con trai Nhật Thịnh chuẩn bị vào đại học. Nam danh hài thành thật chia sẻ trên trang cá nhân: qua đây kẹt dịch, gần cả năm không về Việt Nam được nên không có lúa, đành phải nhờ cô Nhung, chú Phong, chú Dư tạm ứng ít lúa đặt cọc mua xe làm quà cho Nhật Thịnh vào đại học. Đăng ký lâu rồi giờ mới nhận xe, trả góp 6 năm. Tuy kẹt dịch mà buộc phải ở Mỹ cả năm nhưng cuộc sống của Nhật Cường vẫn rất thú vị. Anh và vợ con ở trong ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này được vợ chồng anh mua từ năm 2009. Anh dành thời gian tập thể dục thể thao, phụ giúp công việc của gia đình như nấu ăn, dọn dẹp, đưa vợ đi làm, dạy con lái xe hơi, sửa chữa nhà cửa. Đặc biệt, danh hài nấu ăn khá khéo léo và ngon miệng. Những lúc rảnh rỗi, anh viết kịch bản, phim, kịch bản hài. Nhật Cường còn mở thêm kênh YouTube chơi TikTok như một cách giải trí để lưu lại những thời gian đặc biệt ở Mỹ. Cũng là một cách giết thời gian ra tiền. Thỉnh thoảng anh cũng đi diễn. Dù vợ con ở Mỹ và bản thân cũng đi Mỹ lưu diễn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên danh hài ở lại để lâu đến thế. Và cũng là lần đầu tiên anh được thỏa sức đi du lịch khám phá khi đặt chân tới 36 tiểu bang của đất nước này. Vợ con Nhật Cường có quốc tịch Mỹ, trong khi đó danh hài vẫn chọn đi về về giữa hai nước, cũng giống như cặp vợ chồng Chí Tài, Phương Loan. Vợ chồng Nhật Cường tuy xa cách về địa lý, nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhạt, cũng không hề bị xáo trộn. Vì quá yêu nghề nên Nhật Cường chọn cuộc sống đó. Anh bảo công việc chính của mình ở Việt Nam, bạn bè người thân cũng ở Việt Nam. Anh đã quen với môi trường sống, với công việc và những con người đã gắn bó mấy chục năm, cho nên xa Việt Nam anh buồn. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ.